Kính thưa quý vị, trong những ngày qua, tin tức ở trên Facebook và nhiều trang thông tin tiếng Việt, kể cả những hãng thông tấn của nước ngoài, đều chạy một tin nóng hàng đầu về việc ông Tô Lâm ăn miếng thịt bò rát vàng do người đầu bếp nổi danh có tên gọi là Thánh Rắc Muối Sau Bay chế biến và đút cho ăn tận miệng, mà mỗi miếng bò rát vàng này trị giá lên đến 45 triệu đồng một phần trong một nhà hàng sang trọng của ông này ở London. Cư dân mạng đồng thời đưa lên một hình ảnh rất tương phản vị tổng thống của cường quốc Hoa Kỳ, đó là ông Obama khi thăm viếng Việt Nam, chỉ ngồi trong tiệm bình dân ăn món bún chả rẻ tiền. Và một hình ảnh khác cũng được cư dân mạng đem ra so sánh, đó là hình ảnh tổng thống Donald Trump của siêu cường Hoa Kỳ, chỉ dùng bữa trưa với chiếc bánh hamburger khoai lang chiên và lon coca. Nhìn ba bức hình, dù ai vô cảm đến đâu cũng thấy thương cảm cho thân phận người Việt Nam quá đỗi bi thương, trong khi lãnh đạo của họ luôn tuyên bố vì dân suốt đời tranh đấu cho dân mà ăn bữa ăn tốn khoảng 45.000 đô la. Sự mỉa mai đến cùng cực, dù có tài hùng biện như Tô Tần cũng không thể biện minh cho chế độ tàn bạo vô lương này được. Không biết cơ man bình luận với lời lẽ mạt sát ông Tô Lâm và thẳng tay lên án chế độ Cộng sản Việt Nam. Duy nhất chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam chưa lên tiếng, dù việc này đã xảy ra mấy ngày. Lên tiếng gì? Trước sự kiện nhân công thất nghiệp đang ùn ùn bỏ về quê tìm cách sống tạm bợ qua ngày, nhưng ông Bộ trưởng Bộ Công an của chế độ thì ăn bữa ăn trị giá 22 tấn lúa, có thể nuôi sống được hàng ngàn người đang đói khổ lây lất để sống tạm bợ. Một chế độ tự hào là phục vụ cho giai cấp công nông, nhưng không hề liếc mắt dòm đến người nông dân công nhân đang lê lết đầu đường xó chợ, tìm những thứ có thể đút vào miệng cho đỡ đói, mà không cần biết đến chất lượng, tình trạng vệ sinh của vật mà họ bỏ vào miệng mình. Chua chát đến tận cùng, người lãnh đạo của đảng lại ung dung hưởng nuốt miếng thịt bò có giá trị 22 tấn thóc mà dân cần trong cơn đói. Họ từng tuyên truyền là đầy tớ của nhân dân, họ xả thân làm cách mạng để cứu dân cứu nước. Chiếc mặt nạ đã bị tự chính nó vứt xuống đất và vô phương vãn hồi. Nếu có chăng là họ tiếp tục dùng bàn tay sắt để đàn áp khốc liệt hơn để chấn áp sự bất bình từ dân. Nhưng càng chấn áp, sức bật của dân càng mạnh lên. Đó là định luật, và rồi máu của người Việt Nam sẽ chảy nhiều hơn. Hận thù càng chất ngất và chế độ Cộng sản cũng phải sụp đổ. Ông Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị sẽ làm gì? Theo thiện kiến, họ sẽ đưa ra biện pháp kỷ luật với ông Tô Lâm, nhưng không thể xóa tan sự phẫn uất trong lòng dân và uy tín của đảng. Hầu như sẽ tiêu tan vì sự lừa dối không bao giờ phục hồi, dù chỉ là 30%. Tôi nghĩ kể cả đảng viên của Đảng Cộng sản cũng không bao giờ tin vào đảng như khi xưa họ đã từng sinh Bắc Tử Nam để thực hiện cái gọi là giải phóng miền Nam. May ra, chỉ còn bọn lợi dụng đảng để vinh thân thì còn ở lại tìm cơ hội, nhưng niềm tin thì chắc chắn là không. Vấn nạn bao giờ cũng có cơ hội đi bên cạnh những người lãnh đạo cao cấp nhất của đảng, nên để vài giây nghĩ đến tương lai đất nước và sự an ninh của bản thân và gia đình, nên có vài hành động cấp thời và quyết liệt. Xin có vài đề nghị sau đây. Thứ nhất, kỷ luật thích đáng Tô Lâm để chấn an tinh thần dân chúng, để vớt phát uy tín của đảng. Thứ hai, đưa ra kế hoạch dân chủ hóa đất nước có thời hạn rõ ràng. Thứ ba, sử dụng những nhân tài còn lại trong nước để thay thế bọn giá áo túi cơm lợi dụng uy quyền hà hiếp bóc lột dân. Thứ tư, ấn định thời hạn cho cuộc bầu cử quốc hội có sự giám sát của quốc tế, từ đó lập ra Thượng Hội đồng Điều hành Quốc gia, đi đến bầu cử Tổng thống. Thứ năm, thành tâm hòa giải với người dân trong nước để đi đến hòa hợp dân tộc. Thứ sáu, giải tán Đảng Cộng sản. Làm được vài điều căn bản trên đây, hy vọng làm vơi đi sự phẫn uất của toàn dân, tránh được cuộc đổ máu trong tương lai khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Nhớ rằng, không có chế độ nào tồn tại muôn đời, chỉ có dân tộc là trường tồn. Người Cộng sản phải bình tâm sáng suốt để tránh tổn thương cho dân tộc. Vừa rồi là bài viết có nhan đề "Mặt nạ Cộng sản thực sự đã rơi" của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sẵn. Và tiếp theo sau đây là bài viết "Tận cùng bất lương, tận cùng giả dối", bài viết của nhà văn Phạm Đình Trọng. Người đứng đầu nước Mỹ giàu nhất thế giới, Tổng thống Barack Obama,
thăm chính thức Việt Nam sau những lễ nghi và thăm viếng ngoại giao ở Hà Nội. Đến bữa, Tổng thống Mỹ ra quán bún chả Bình Dân ở phố Huế ăn cùng dân thường Hà Nội. Một bát nước chấm, chả nướng, một đĩa bún, một đĩa rau sống, một chai bia Hà Nội. Bữa ăn của Tổng thống Mỹ khi công cán ở Hà Nội chỉ vài chục ngàn đồng tiền Việt, tức là chỉ 2-3 đô la Mỹ. Tổng thống Mỹ ăn bữa trưa bình dị cùng người dân thường Việt Nam không những là hình ảnh đẹp của con người Barack Obama, mà còn là hình ảnh đẹp của nước Mỹ, hình ảnh lung linh của một chính quyền dân chủ, chính quyền từ dân mà ra, gần dân chan hòa với dân, không có gì cách biệt với dân. Đoàn chính phủ nhà nước Cộng sản Việt Nam thăm Vương quốc Anh với những thành viên như Bộ trưởng Công an Tô Lâm đầy tai tiếng ở trong nước đàn áp, bắn giết dân, đàn áp quyền biểu tình, đàn áp quyền tự do ngôn luận của dân, xông vào tận giường ngủ bắn giết dân ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, tai tiếng cả trên thế giới, đến mức trở thành tên tội phạm quốc tế khi đưa cả đội mật vụ với hai tướng chỉ huy đột nhập phi pháp vào nước Đức, đạp lên luật pháp nước Đức, bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam. Đoàn chính phủ của đất nước tận cùng nghèo mạt, người dân phải lang bạt, vật vờ khắp thế giới kiếm sống, đàn ông bán sức lao động làm thuê, không có việc làm thuê thì làm tội phạm, buôn ma túy, buôn người, làm băng đảng cướp của giết người, làm kẻ cắp vặt ở siêu thị, đàn bà bán thân làm nô lệ tình dục, đầy tai tiếng cả về nhân cách con người và tai tiếng cả về danh dự thể diện quốc gia. Trong đoàn chính phủ nhà nước Cộng sản Việt Nam thăm nước Anh, Bộ trưởng Tô Lâm lại một lần nữa lộ ra nhân cách thấp hèn, chỉ biết có miếng ăn, không biết đến nhân dân khốn khổ, không biết đến thể diện quốc gia. Tổng thống Mỹ đến Việt Nam đi ăn bữa trưa bún chả chỉ 2-3 đô la là cùng. Bộ trưởng Tô Lâm đi ăn bữa tối thịt bò rát vàng, giá miếng thịt bò rát vàng trong miệng Bộ trưởng Tô Lâm cả ngàn đô la. Tổng thống Mỹ tự cầm chai bia, ngửa cổ lên tu như mọi người dân lao động bình thường. Bộ trưởng Tô Lâm không cần động tay, chỉ việc há miệng, hai vành môi banh ra như mỏ con chim non chờ chim mẹ mớm mồi. Tô Lâm há mồm chờ người hầu đút miếng thịt bò rát vàng vào miệng, một hình ảnh rất cạch cỡm, chướng mắt, thiếu thẩm mỹ và vô chính trị. Nơi ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cong môi chờ người hầu đút miếng thịt bò rát vàng vào miệng, chính là nơi mà mới năm trước 39 người Việt nghèo đói trên đường trốn chui trốn nhủi phi pháp vào nước Anh kiếm miếng ăn đã chết ngạt, chết lạnh cứng trong thùng xe đông lạnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nuốt miếng thịt bò rát vàng vào cái dạ dày tham lam ở ngay chính nơi 39 người Việt Nam nghèo đói chết thê thảm trên đường trốn chui trốn nhủi vào nước Anh kiếm miếng ăn, càng thấy sự tận cùng bất lương, tận cùng mất tính người ở ông ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Vì có những người Việt Nam sung sướng giơ ngón tay cái lên tỏ ra hãnh diện khi nuốt miếng thịt bò rát vàng, mới có 39 người Việt Nam nghèo đói đi kiếm miếng ăn phải chết cóng trong thùng xe đông lạnh. Ở ngay nơi 39 người Việt Nam nghèo đói đi kiếm miếng ăn chết thảm, ông ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nuốt miếng thịt bò rát vàng rồi mau mắn hăm hở đến thành kính dâng hoa tri ân ông thủy tổ Cộng sản thế giới Karl Marx và ông thủy tổ Cộng sản Việt Nam Hồ Chí Minh, bày tỏ tấm lòng trung thành với lý tưởng đấu tranh chống bất công nghèo đói, mang lại ấm no hạnh phúc cho giai cấp vô sản. Không phải chỉ tận cùng bất lương, ông ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công an còn tận cùng giả dối. Có phải người Cộng sản là như vậy? Tận cùng bất lương, tận cùng giả dối. Anh Chi xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục đọc báo và điểm tin cuối tuần trên TTV. Mở đầu là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Động trời, Bộ trưởng Công an Tô Lâm được thánh rắc muối đút bò giác vàng cho ăn,
phần ăn 45 triệu đồng. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm được chính tay thánh rắc muối Salt Bae chế biến và đút cho ăn món bò giác vàng trị giá lên đến 45 triệu đồng một phần ăn trong một nhà hàng của ông này ở London. Video được đăng tải hôm 3 tháng 11 năm 2021 trên tài khoản có gần 11 triệu người theo dõi của anh chàng đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ Nusrat Gocha, hay còn được biết đến với biệt danh là thánh rắc muối. Nhà hoạt động Hoàng Dũng phát hiện và đăng tải video lên Facebook cá nhân vào tối ngày 4 tháng 11. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 30 phút đăng tải phát hiện này, thì tài khoản TikTok của Salt Bae đã xóa video này đi. Đoạn video dài 41 giây cho thấy Salt Bae chế biến món bò giác vàng Golden Gel Tomahawk và sắc ra từng miếng, đồng thời tự tay rắc muối lên 3 phần thịt bò chế biến riêng cho đoàn Việt Nam, có trị giá mỗi phần lên đến 1.450 bảng Anh, tổng cộng 3 phần là 135 triệu đồng Việt Nam. Thánh rắc muối còn tự tay dùng dao xỉa một miếng thịt bò đút vào mồm của Bộ trưởng Công an Tô Lâm, và ông này đưa một ngón tay cái lên, dấu hiệu cho biết món bò này thật là tuyệt hảo. Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an Tô Ân Sô ngồi bên tay phải của Tô Lâm, khuôn mặt bừng đỏ và đang cầm điện thoại quay lại những cảnh này. Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang tháp tùng đoàn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc COP26 tại Anh. Đến chiều ngày 3 tháng 11, ông Phạm Minh Chính cùng với đoàn Bộ Công an của ông Tô Lâm sang thăm chính thức nước Pháp. Trước phiên xử 29 người dân đồng tâm hồi tháng 9 năm 2020, Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Sô đã gọi cụ Lê Đình Kình là một loại cường hào địa chủ mới. Trong khi đó, dân mạng phát hiện ông Tô Ân Sô đeo dây nịt của hãng Helmet có trị giá gần 5.000 đô la Mỹ. Salt Bae là một hiện tượng mạng xã hội vì động tác rắc muối lên các món ăn mà ông chủ làm. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới đã đến nhà hàng của ông này để được chính chủ nhân tận tay biểu diễn màn rắc muối và đút cho ăn. Trên mạng, hơn một ngày qua, tràn ngập hình ảnh và lời bình của cư dân mạng. Xin lược trích một vài phản ứng tiêu biểu. Hóa đơn đắt đỏ tại nhà hàng của thánh rắc muối. Vị khách bỏ ra hơn 51.000 đô la Mỹ cho bữa tối tại nhà hàng ở London, trong đó có 6.600 đô la tiền phí dịch vụ. Một hóa đơn dùng bữa tại nhà hàng Nusrat Steakhouse ở Knightsbridge, London của đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ Nusrat Gocha, nổi tiếng với biệt danh thánh rắc muối, đã thu hút sự chú ý của cộng đồng. Theo đó, thực khách phải trả 37.000 bảng Anh, gần 51.000 đô la Mỹ cho bữa tối, trong đó có đến 4.800 bảng Anh, tương đương 6.600 đô la Mỹ là tiền phí dịch vụ, tức tiền bo, tiền tip. Những món đắt đỏ và nổi bật trong bữa ăn hôm đó là rượu vang, bít tách nạm vàng giá 850 bảng một miếng và 20 chiếc bánh ngọt baklava giá 600 bảng. Món rẻ nhất trong hóa đơn là khoai tây nghiền cùng với nấm xào giá 12 bảng. Nhiều người đã chỉ trích nhà hàng bán quá đắt và gọi đó là cướp giữa ban ngày. Một số người đã mang nhà hàng của Nusrat Gocha ra so sánh với các quán được trao sao Michelin. Vào ăn trong nhà hàng sao Michelin tuy đắt nhưng còn được tiếng và vẫn rẻ, chỉ bằng 1 phần 37 ở đây, một thực khách nói. Tôi không hiểu sao có nhiều người cứ đến nhà hàng của anh ta, tức Nusrat Gocha, để mà ăn rồi trưng ra cái hóa đơn đắt đỏ. Phải chăng họ đang chứng tỏ rằng họ giàu và ngu ngốc, đồng thời chẳng có khiếu thẩm mỹ, một người khác gay gắt. Một sự khoe khoang lố bịch và nhận về cơn mưa chỉ trích, thêm một thực khách bình luận. Bên cạnh đó cũng có nhiều bình luận bênh vực cho nhà hàng và cho rằng Nusrat Gocha là một cái tên nổi tiếng. Mọi người đến đây để xem nghệ thuật rắc muối của đầu bếp chứ không đơn thuần là để ăn. Số khác nói rằng giá đắt vì thực khách gọi rượu vang đắt tiền, chứ trên thực tế giá đồ ăn không có cao đến như vậy. Nhưng mấy ngày vừa qua, hình ảnh của Tô Lâm cùng với tướng Tô Ân Sô và bầu đoàn thê tử được nổi danh trên những trang mạng xã hội về việc ông đã dùng bữa tối nơi đây với steak, bít tách giác vàng đầy xa xỉ, trong khi người dân ở trong nước Việt Nam chúng ta đang đói khổ để mà gồng mình chống dịch. Nhà nước đang tìm cách để gom tiền gom vàng ở trong dân. Thủ tướng Việt Nam phải đi xin xỏ các nước châu Âu và Mỹ tiền viện trợ và vaccine để cứu giúp dân. Thưa quý vị, anh Phạm Minh Vũ, một người dân sống tại Việt Nam, đã phản ứng như sau.
Đoạn video dài 41 giây cho thấy Salt Bae chế biến món bò giác vàng Golden Gion Tomahawk và sắc ra từng miếng, đồng thời tự tay rắc muối lên 3 phần thịt bò chế biến riêng cho đoàn Việt Nam, trong đó có Tô Lâm và đồng bọn, có trị giá 135 triệu đồng Việt Nam, chưa kể rượu vang và các món ăn khác. Và để thánh rắc muối đích thân bỏ vào mõm thì mức giá có thể cao gấp nhiều lần vì dịch vụ. Xem xong video, động lại trong tôi chẳng có gì ngoài sự cay đắng tận cùng. Tôi nhớ lại từng chuyến xe tháo chạy khỏi Sài Gòn mấy đợt vừa qua của người dân để chạy cái đói, cái khổ. Tôi nhớ từng đoàn người đi bộ nối hàng dài lam lũ trở về quê hàng trăm cây số vì đói. Tôi nhớ tới đoàn xe Thiên Di leo lên đỉnh Hải Vân trong cái mưa lạnh kèm bão lũ. Tôi nhớ tới hình ảnh người đàn ông phải nhặt từng hạt gạo khi cái bịch ni lông bị bục giữa hè phố sau khi xin được nhà hảo tâm cho 3 ký gạo. Và còn lắm cái cảnh thê lương mà dân ta chịu nổi khốn khổ vì đại dịch trong mấy tháng vừa qua. Tháp tùng thủ tướng đi dự hội nghị tại châu Âu không biết hiệu quả đạt được ra sao, mang lại lợi ích thế nào cho dân cho nước. Trước mắt là thấy ngốn không ít tiền thuế của dân. Nhưng lại tổ chức ăn uống, nhìn nó thật khốn nạn và lưu manh, kịch cỡm. Tiền đó là tiền thuế của dân chứ ở đâu. Bọn Cộng sản quả thật vô liêm sỉ, ăn chơi trác táng trên nỗi đau của đồng bào là loại người gì. Mà không sao, cạn ngân sách thì ngày mai đảng ta lại tăng thuế, tăng phí để bù vào. Cùng lắm là tăng thêm xăng, tăng điện, tăng gas để mà bù vào. Ăn trên xương máu của đồng bào. Đây là Tô Lâm, Tô Ân Sô và đàn em ngày hôm qua gây phẫn nộ dư luận khi một đoạn clip trên TikTok do chủ của nhà hàng Thánh Rắc Muối đăng tải cho thấy cả đám hí hửng mặt đỏ khi uống rượu và đợi thịt bò giác vàng ra sắc miếng. Mõm của Tô Lâm há ra đợi để mà táp một miếng, rồi đàn em vỗ tay khen ngợi. Khi cái clip loan tải, dư luận phẫn nộ là bởi vì bữa ăn thịt bò giác vàng và do đích thân Thánh Rắc Muối phục vụ sẽ thanh toán không dưới 1 tỷ đồng. Và tiền đó sẽ là tiền bằng mồ hôi xương máu của nhân dân ta, nay lưng quần quật đóng thế. Sẽ có bọn dư luận viên cao cấp bào chữa rằng đó là bữa tiệc chiêu đãi của nước sở tại. Xin thưa, ở châu Âu, những quốc gia dân chủ văn minh họ sẽ không bao giờ chiêu đãi kịch cỡm cái kiểu ấy đâu. Chơi ngông, học làm sang ấy đâu, không bao giờ. Vì chính phủ của họ khi sử dụng một đồng tiền đều phải minh bạch, nếu mà tiêu quá một đồng thì phải đứng trước quốc hội mà giải trình với dân của họ. Ở Pháp năm 2019, vợ chồng Bộ trưởng Môi trường đã bị áp lực dư luận và phải lột áo vì ăn tôm hùm chi bằng ngân sách vì phung phí của dân. Ai sẽ dám mời Tô Lâm đi ăn kịch cỡm như vậy? Vì thế, đây là tiền, là xương máu của đồng bào ta. Nó sẽ tính vào giá xăng, giá điện bằng hàng hàng lớp lớp thuế mà đảng dăng ra để trấn lột của nhân dân. Là mồ hôi của chú nông dân thức sớm ra đồng, là của chị lao công thức khuya để dọn đường, là anh chị em công nhân chắc chiêu từng đồng chen chúc trong khu trọ chật chội để mà có tiền nộp thuế cho đảng cướp. Và có khi là của anh bác sĩ, của chị giáo viên, của bác kỹ sư. Tất cả đều là tiền của dân ta. Ở quê nhà, khi dân phải gồng mình vì đói khổ, dân không còn sức để kêu gào vì đã quá đói mà bị chính phủ phớt lờ. Tiền hỗ trợ thì bắt nhận trên TV, dân phải ăn cơm chan nước lã, phải bắt vé sầu để mà ăn. Thì cả đám lại mở tiệc linh đình nơi trời Tây. Khi rượu cạn ly, quý vị sẽ nghĩ gì? Làm sao thu thuế thật cao, không cho ai kêu la, hay nghĩ cách vơ vét xong chuồn qua đó, ở để mà hưởng lạc như vậy mãi. Tôi không biết các quý vị nghĩ gì nữa, song chắc chắn sẽ không bao giờ nghĩ cho dân, cho tổ quốc này. Nếu đã nghĩ thì làm sao mà phung phí như thế được, trong khi nhân dân cơm không có mà ăn. Mồi đã hết, rượu cũng cạn ly, uống máu dân, nó tanh không hả quý vị? Thưa quý vị, anh Bùi Thanh Hiếu thì có vẻ đã tìm ra giải pháp giúp cho Bộ Chính trị cái cách giải thích cho nhân dân sau cái vụ của ông Tô Lâm, Tô Ân Sô như sau. Sau khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo Trung ương họp khẩn để tìm ra cái cách bào chữa cho việc Tô Lâm ăn thịt bò giác vàng, những ý kiến bào chữa đưa ra thăm dò dư luận như là do lãnh đạo Pháp mời này hay là doanh nghiệp nước ngoài mời này đều bị dân ta bóc mẻ. Mọi việc đang bế tắc thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói phải gọi điện báo ngay cho đồng chí Tô Lâm và các đồng chí đã ăn thịt bò giác vàng, không được đi ị. Bằng mọi giá phải nhịn, về đến Việt Nam mới được ị.
đồng thời mời các chuyên gia bên tài nguyên khoáng sản túc trực khi máy bay hạ cánh là đem phân của các đồng chí ấy đi tách lấy vàng. Trưởng ban tuyên giáo Nguyễn Trọng Nghĩa vỗ đùi hét: "Diệu kế, thật là diệu kế. Tôi sẽ cho dư luận viên nói rằng đồng chí Tô Lâm hưởng ứng lời kêu gọi huy động vàng trong dân của đồng chí Huệ nên đã làm gương để cho cả đoàn noi theo ăn thật nhiều thịt bò giác vàng của đế quốc với mục đích mang vàng về cho tổ quốc. Đây là công lao to lớn và ý nghĩa thiết thực." Tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay hoan hô. Anh Trọng nói: "Đảng ta rất tài tình, luôn vượt qua những khó khăn tưởng như không thể nào vượt nổi. Thật là mây đen che phủ toàn cầu, nhưng mặt trời vẫn tỏa sáng ở Việt Nam." Các dư luận viên tuyên truyền nhờ kit của Tô Lâm mà hoàn thành nhiệm vụ, nhờ đó mà không bị cắt lương, còn có cái mà ăn. Thật là một kế sách tuyệt vời. Điều đó còn cho thấy các đồng chí cán bộ cao cấp của đảng ta luôn luôn là những người tiên phong, đi đầu trong phong trào. Vàng ở trong dân còn nhiều lắm. Gom vàng của dân ở trong nước thì nó là chuyện nhỏ, xoàng thôi. Gom vàng của đế quốc mang về cho đảng mới oách xà lách. Thưa quý vị, nhà hàng mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm và ông tướng Tô Ân Sô ăn, nó nằm ở London, nước Anh. Thì theo anh chị được biết, năm 2018, Tổng thống của nước xã hội chủ nghĩa Venezuela cũng có lén lén ghé đến đây ăn một lần. Và trong lúc đó thì nhân dân Venezuela đang đi bới rác mà ăn tại quê nhà, thưa quý vị. Và sau đó là các buổi biểu tình đòi truất phế Tổng thống Luman này và súng đạn mù trời cùng với lực lượng còn đảng còn mình của Venezuela kéo dài trong nhiều tháng trời. Đã có rất nhiều người dân Venezuela nằm xuống với chính biến này. Ông Phạm Minh Chính đi châu Âu, Anh và Pháp chung tay viện trợ vaccine cho nhân dân Việt Nam. Thử hỏi các lãnh đạo các nước phương Tây bên này có bao giờ dám vào một nhà hàng như thế nếu họ không muốn nhân dân lôi ra phỉ nhổ chà đạp. Đây là thế giới và là lối chơi dành cho những người muốn chơi ngông, những kẻ tồi bại, vô tâm và bất lương. Là lãnh đạo, sự bất lương ấy sẽ còn tăng gấp bội. Thủ tướng Anh Boris Johnson hay Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hai lãnh đạo châu Âu vừa viện trợ cho Việt Nam vaccine qua chuyến đi của ông Phạm Minh Chính, không biết họ sẽ nghĩ gì khi thấy lãnh đạo Việt Nam ban ngày thì đi xin, ban tối thì ăn uống xa hoa như thế này. Các dư luận viên bò đỏ đang ra sức chống chế rằng chính phủ Pháp mời đoàn Việt Nam ăn. À, quý vị, xin lưu ý là khi mà các chính phủ mời cơm khách đó, thứ nhất, họ sẽ công khai sự việc này cho báo chí. Và thứ hai là họ sẽ luôn giới thiệu ẩm thực của xứ sở của họ cho khách mời. Không bao giờ lại đi kêu một ông bếp người Thổ Nhĩ Kỳ để mà chiêu đãi tiệc Pháp hay tiệc Anh cả. Cái chiêu khác của bò đỏ đó là bò đỏ vin vào là có lẽ là doanh nghiệp mời đó, doanh nghiệp nào đó mời ông Tô Lâm, mời ông Tô Ân Sô. Sự việc này cũng không có đường hoàng. Tại sao doanh nghiệp không mời ai khác mà lại đi mời lãnh đạo? Họ muốn gì? Đây có phải là hình thức tham nhũng quyền lực không? Nó chứ còn gì nữa. Tội này cũng rất nặng. Anh chị nhớ lại cái thời ông Tổng thống Pháp François Mitterrand. Lúc đó ông Thủ tướng Pierre Perret-Gauvois được một người bạn cho vay 1 triệu quan Pháp mà không lấy lãi. Báo chí phanh phui, tại sao không cho người khác vay không lãi mà lại cho ông Thủ tướng vay không lãi? Câu hỏi này đã khiến ông ta, ông Thủ tướng, tự kết liễu mình vào ngày 1 tháng 5 năm 1993 vì xấu hổ. Thêm một điều nữa là cái nhà hàng này đó, cái nhà hàng mà của Thánh Rắc Muối bò giác vàng đó thưa quý vị, là phải đặt trước nhiều ngày, thậm chí là nhiều tháng mới có chỗ. Cái chuyến công du của chính phủ Việt Nam thường rất ngắn ngày. Vậy là đã có sự chuẩn bị và đặt trước từ sớm rồi, phải không nào? Đi xin xỏ mà còn ăn chơi kiểu này, người ta không khinh mới là lạ đó nghe. Để coi thử ông Trọng tính sổ chuyện này như thế nào. Đã bảo mà, đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Ban ngày vác rổ đi xin, ban đêm thì xa hoa phung phí như vậy đó. Tiếp nối chuyên mục đọc báo và điểm tin sẽ là bản tin của Đài Á Châu Tự Do. Người dân phẫn nộ trước bữa ăn giác vàng của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Nhiều người dân Việt Nam tỏ ra giận dữ với một đoạn video được đăng tải hôm 3 tháng 11, quay lại cảnh bữa ăn tối giác vàng của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng với đoàn tùy tùng, bao gồm Chánh Văn phòng, phát ngôn nhân Bộ Công an Tô Ân Sô, ở một nhà hàng sang trọng của anh chàng Salt B.
trong lúc nhiều người khó khăn vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ của chính quyền. Thời điểm đăng video của Thánh Rắc Muối diễn ra cùng lúc với chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc tại Anh và chuyến thăm Pháp ngay sau đó, trong đó có sự tháp tùng của hai nhân vật kể trên. Trong video dài 41 giây, có đoạn ông Bộ trưởng được phục vụ món bò bít tết giác vàng và được đích thân chủ của chuỗi nhà hàng nổi tiếng thế giới bón cho, đút cho cái món ăn tận miệng theo đúng nghĩa đen. Video này sau đó được người dùng mạng xã hội ở Việt Nam chia sẻ lại vào tối ngày 4 tháng 11 và nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Vô vàn bình luận đã được đưa ra về bữa tối sang trọng này, trong đó nhiều người tỏ ra giận dữ trước điều mà họ cho là xa hoa hoang phí của những cán bộ nhà nước. Cũng có nhiều người đưa ra những bình luận mỉa mai về giai cấp vô sản mà Đảng Cộng sản ở Việt Nam vốn tuyên truyền mình là đại diện. Trả lời phỏng vấn của đài RFA, ông Nguyễn Tiến Trung, một nhà quan sát và bình luận chính trị từ thành phố Hồ Chí Minh, lý giải nguyên nhân vì sao người dân phẫn nộ trước những hình ảnh này. Ông Trung nói, thứ nhất là cái thời điểm, đó là trong cái hoàn cảnh mà cả đất nước cũng như cả thế giới này đang đau khổ và khốn khổ vì cái chuyện phong tỏa xã hội vì dịch bệnh COVID-19 và thu nhập của người dân giảm rất là sâu vì rõ ràng là nếu không đi làm được thì không có thu nhập và nhà nước phải cứu trợ cũng như nhiều hội nhóm xã hội dân sự phải làm thiện nguyện, từ thiện để mà cứu trợ. Thế nhưng mà ở đây một cái người quan chức cộng sản họ đã đi ăn một bữa ăn rất là mắc tiền. Đó cho nên là cái việc nó gây phẫn nộ với người dân vì tầng lớp quan chức sống rất xa hoa, còn người dân thì vô cùng khổ sở vì dịch bệnh. Thứ hai, tôi nghĩ người dân phẫn nộ là vì chính những người quan chức đó là những người đã đi giảng đạo đức cho người dân. Họ nói là phải cần kiệm liêm chính trí công vô tư rồi suốt ngày giảng về đạo đức cách mạng. Thế nhưng mà khi người ta nhìn vào cái bữa ăn như vậy thì người ta thấy là họ có thực sự cần kiệm liêm chính không? Và chắc chắn là không có rồi. Cho nên người dân người ta phẫn nộ vì cái thói đạo đức giả của quan chức nữa. Trung tướng Tô Ân Sô, phát ngôn viên của Bộ Công an, người cũng xuất hiện trong video quay lại bữa tối sang trọng này, được nhiều người sử dụng mạng xã hội bêu rếu vì chính ông này trước đây đã đấu tố cụ Lê Đình Kình ở Đồng Tâm là cường hào địa chủ mới. Sau khi hình ảnh và tin tức về bữa ăn này được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thì một vài trang Facebook thường có bài viết ủng hộ chính phủ và chỉ trích các tiếng nói đối lập đã đăng bài giải thích rằng bữa ăn đó là bữa tối tiếp khách do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, nước chủ nhà, mời đại diện Bộ Công an với vai trò là thượng khách. Tuy nhiên, tờ báo The Evening Standard của Anh lại cho biết Thánh Rắc Muối Salt B đang ở nhà hàng của ông London trong suốt 6 tuần vừa qua sau khi khai trương nhà hàng sang trọng ở đây và sẽ rời đi vào ngày Chủ nhật này để đến Ả Rập Xê Út khai trương một chi nhánh khác của ông ta. Nhận định về cái cách chữa cháy trên của lực lượng dư luận viên, một người dân Hà Nội giấu tên vì điều kiện an ninh cho đài RFA biết: tôi thấy rằng việc này là việc làm chống chế từ những người ủng hộ chính phủ. Và càng chống chế thì người ta lại càng nảy sinh nghi ngờ rằng nếu mà anh đi ăn một bữa ăn bình thường do một người đại sứ hay doanh nghiệp mời thì cứ đi bình thường và có thể thông tin công khai. Tuy nhiên, với việc chống chế như vậy thì khiến dư luận đặt câu hỏi là càng chống chế thì càng cho thấy bữa ăn đó thực tế được chi trả bằng tiền ngân sách của Việt Nam. Mà ngân sách ở đây tức là từ việc đóng thuế của người Việt Nam để phục vụ bữa ăn của Bộ trưởng. Cái điều đó là điều khiến cho người ta bức xúc. Bởi vì trong khi ở trong nước thì người dân rất là khổ sau đại dịch, thậm chí Việt Nam ra nước ngoài phải xin từng đồng và từng giọt vaccine để mà chống dịch, thì tại sao Bộ trưởng lại bỏ tiền ra một cách phung phí như vậy? Hiện Bộ Công an, báo chí nhà nước và các cơ quan của chính phủ Việt Nam vẫn chưa có giải thích chính thức nào về sự việc này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chạy rồi. Đấy, nhà đòn chí hạng đấy. Nhà bây giờ. Ui giời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Buộc cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi. Rào củ thế. Đấy, được rồi. Rò vào. Rào củ thì sao? Nhưng ra bắt đầu chặt đi xong lấy chảy ra. Thấy này cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ong ốc cơ. Gió đánh cái cành nhỏ. Hứng nữa vào, hứng mấy thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra dốc. Đấy. Nó dốc về cái cành nhỏ. Dốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Đất còn thở.